tin hội dòng nữ tỳ Chúa Giêsu linh mục, hội dòng nữ tỳ Chúa Giêsu linh mục hành hương năm thánh tại nhà thờ bún. Trong ánh nắng chan hòa của ngày mới, đoàn xe hành hương của hội dòng nữ tỳ Chúa Giêsu linh mục giáo phận Xuân Lộc đã đến nhà thờ bún vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 10 năm 2018 để hành hương kính viếng thánh Phêrô đoàn công quý cầu bầu các thánh tử đạo Việt Nam. Các chị cảm tạ tình yêu Chúa quen phòng đã ban cho các chị có những giây phút bên cung lòng Chúa để kiên tâm hòa lại nếp sống chứng tá trong cuộc sống hàng ngày. Hầu mong Chúa toàn sứ vụ của người nữ tỷ Chúa Giêsu xu lên mục trong thời đại hôm nay. Qua nội dung tin mừng Doan trong thánh lễ với câu lời Chúa, Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó cha du xe lê anh hùng, cha phó giáo xứ búng, đã giúp cho mọi người hiểu thêm rằng, như Chúa Giêsu khi bước chân vào đời, mang lấy thân phận con người giữa cuộc đời khó nghèo, Chúa Giêsu đã chấp nhận thân phận như hạt lúa bị vùi lấp trong bùn đất. Nhưng qua cái chết, người đã tới vinh quang và hoàn thành thánh ý Chúa Cha. Theo bước chân Thầy Giêsu, các thánh tử đạo cũng sẵn sàng từ bỏ gia đình, sẵn sàng hy sinh mạng sống làm chứng cho Đức Kitô. Người đời tưởng rằng các ngài bị thua tiệt, mất mát, diệt vong, nhưng không, các ngài đã chiến thắng chính mình, sống mãi trong hạnh phúc vinh quang và chính những hạt giống của các ngài đã sản sinh ra nhiều bông hạt khác khắp mặt đất này. Các chị em hiệp lễ cùng với ước nguyện đi trên con đường thập giá, sẵn sàng hiến thân mình, hy sinh khổ chế và sống đúng ba lời khuyên phúc âm, tập giả hàng ngày theo Chúa để trở nên chứng nhân cho tin mừng và cho lòng thương xót Chúa. Cuối thánh lễ, các chị em đón nhận ơn toàn xá, tiến lên hôn xương thánh cách cung kính. Các chị hằng cảm tạ Thiên Chúa bởi biết bao ơn lành Thiên Chúa hằng ân ban và mai đây trên dặm đường dài, mọi lo lắng xin trao bước cho người. <laughs>